những món sợi phổ biến nhất của Việt Nam. Phở, bún chả, bún riêu, mì Quảng cùng nhiều món sợi khác của Việt Nam đã được chuyên trang ẩm thực quốc tế Tasetan giới thiệu là những món ăn phổ biến nhất cả nước. Phở. Phở là món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, có thể được phục vụ trong những nhà hàng sang trọng, nhưng cũng có thể tìm thấy rất nhiều ở các hàng quán bình dân. Phở không chỉ được yêu thích bởi người dân trong nước, mà còn đặc biệt nổi tiếng ở các quốc gia khác như châu Âu, châu Mỹ, bởi cách bày biện đơn giản nhưng thanh lịch, hương vị cầu kỳ, tinh tế, độc đáo. Theo truyền thống, nước dùng của phở được ninh từ xương, cùng với đó là các loại gia vị và thảo mộc như quế, hồi, thảo quả làm nổi bật lên hương vị đặc trưng của món ăn. Sợi phở dai dai kết hợp với những lát thịt mọng nước, rau ăn kèm nâng món ăn lên một tầm cao mới. Có thể chia phở làm hai loại chính là phở Bắc và phở Nam, mỗi loại phở sẽ có hương vị, nguyên liệu ăn kèm khác nhau phù hợp với khẩu vị và thói quen ăn uống của mỗi miền. Phở bò, phở gà. Phở bò với nước dùng được hầm từ các phần khác nhau như xương bò, đuôi bò cùng các loại gia vị và thảo mộc đặc trưng. Trong khi đó, phần thịt ăn kèm thường là gầu bò, bắp bò, nạm bò thái lát mỏng, dùng chín hoặc tái. Món ăn được phục vụ nóng hổi. Các bên trên là hành lá, rau thơm, ăn kèm với quẩy, chanh, ớt cắt nhỏ. Ngoài phở bò, phở gà cũng rất được ưa chuộng. Phần thịt là thịt ức gà, thịt đùi có mỡ và da xé nhỏ, thái lát. Nước dùng của phở gà thường nhạt hơn nước dùng của phở bò. Các loại rau ăn kèm và món ăn kèm đa phần đều giống với phở bò. Bún chả. Bún chả mang trong mình hương vị văn hóa ẩm thực đất Hà Thành, là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân. Món ăn là sự kết hợp của thịt heo nướng, nước dùng chua ngọt thanh thanh và đĩa bún dai dai, ăn cùng với nhiều loại rau xanh như xà lách, tía tô, rau thơm. Mặc dù có thể tìm thấy ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhưng bún chả thủ đô vẫn mang một dư vị đặc trưng và tương đối khác biệt. Mì Quảng. Mì Quảng là món ăn trứ danh ở Quảng Nam gắn liền với mảnh đất miền Trung. Sợi mì có màu vàng bắt mắt được làm từ bột gạo xay mịn có độ dai giòn vừa phải. Nước dùng được thêm dầu điều tạo màu, hành tỏi phi thơm, sau đó thịt heo, tôm hoặc thịt gà được đem xào cùng đến khi săn lại thì thêm nước dùng ninh từ xương để nấu tiếp. Món ăn được trang trí vô cùng hấp dẫn với các loại thịt, đậu phộng, rau ăn kèm và một miếng bánh tráng mè giòn. Bún riêu. Bún riêu cũng là một trong những món sợi hấp dẫn và phổ biến nhất của Việt Nam. Món ăn được chế biến với các công thức, nguyên liệu đa dạng khác nhau. Cua được ngâm và xay nhuyễn, sau đó lọc lấy phần riêu cua. Nước dùng thanh thanh đậm vị cà chua, nhân thường có bún sợi nhỏ, riêu cua, đậu rán, hoặc ốc, tôm, huyết, tùy theo sở thích. Sự kết hợp giữa tầng hương vị chua ngọt làm cho bún riêu được yêu thích trên khắp cả nước. Bún thịt nướng. Bún thịt nướng là sự kết hợp giữa thịt heo nướng được ướp gia vị thơm ngon, sợi bún dai giòn, rau xanh tươi mát. Tất cả nguyên liệu được đặt trong một chiếc bát, sau đó rưới nước mắm chua ngọt hấp dẫn được pha từ nước mắm, đường, nước cốt chanh. Ngoài thịt nướng, món ăn còn có thể thêm các loại nhân khác như nem nướng, chả giò chiên. Bánh canh. Bánh canh là món ăn đặc trưng và phổ biến ở miền Nam. Sợi bánh canh dày được làm từ bột năng hoặc bột gạo, hoặc pha trộn cả hai loại bột để có được sự dẻo dai cân bằng. Nước dùng được ninh từ xương và thêm bột năng để tạo độ sánh. Nguyên liệu ăn kèm thường có tôm, thịt cua, thịt heo, huyết, chả. Bún mắm. Bún mắm là một món ăn truyền thống thường thấy ở đồng bằng sông Cửu Long. Món ăn độc đáo này bao gồm bún sợi nhỏ, mắm cá tươi, mực, tôm, các loại cá da trơn, chả cá, thịt ba chỉ heo quay và rất nhiều loại rau ăn kèm như rau đắng, rau muống, bông súng, hoa chuối. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm bao gồm bún lá, mắm tôm và đậu phụ chiên. Ngoài ra, người ta cũng ăn kèm với nem rán, chả cốm, thịt luộc, dồi để món ăn thêm đa dạng và hấp dẫn, cùng với đó là các loại rau xanh tươi mát. Nổi tiếng là món ăn đặc trưng của miền Bắc, bún đậu mắm tôm hiện nay đã có thể tìm thấy ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Được phục vụ chủ yếu tại các quán ăn bình dân, nhưng thực khách cũng có thể thưởng thức món ăn thơm ngon này tại các nhà hàng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.